nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi con người ta có quá nhiều sự lựa chọn khác nhau và sự chân thành trở thành một thứ xa xỉ trong các mối quan hệ, người phụ nữ nào khi trưởng thành ít nhiều đều trải qua những hoang mang, lo lắng, đầy tự ti và tổn thương. Thấu hiểu điều đó, Lý Ái Linh đã viết ra cuốn sách Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình, nhằm chia sẻ những thông tin giúp cho người phụ nữ hiểu và yêu thương bản thân hơn, có một ý chí bản lĩnh vững vàng để vượt qua những thử thách và tự tin sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình của tác giả Lý Ái Linh là những dòng tâm sự bài học kinh nghiệm của nhà văn về hôn nhân, cách đối nhân xử thế, thông qua chính câu chuyện của tác giả và những người xung quanh, dẫn dắt người đọc hình thành suy nghĩ và đi đến hành động để đạt được mong muốn, từ đó tìm ra con đường đi riêng cho cuộc sống của chính mình và học cách yêu thương bản thân để có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình, gồm 5 phần với nhiều câu chuyện nhỏ được lồng ghép vào bên trong sẽ giúp cho các cô gái và cả những người phụ nữ hình dung được hiện thực cuộc sống và vượt qua những thử thách, tự tin làm chủ cuộc đời mình. Gặp gỡ bản thân trong ngõ hẹp, đó là tiêu đề khi mở những trang đầu tiên cuốn sách Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình. Ở phần này, tác giả Lý Ái Linh chia sẻ: trước tuổi 30, tôi cũng như những cô gái bình thường, trải qua quá trình yêu đương đằng đẵng, tiến đến hôn nhân, cưới chồng, sinh con. Quá trình này hình như có vẻ tuần tự như nước chảy thành sông. Khi người phụ nữ bước vào hôn nhân, họ sẽ dành hết tất cả thời gian, tình yêu và niềm tin của mình cho gia đình. Với họ, gia đình là tiêu chí hàng đầu, là những ưu tiên trong cuộc sống của họ. Thậm chí có thể dứt bỏ sự nghiệp, hy sinh tất cả để chăm lo cho gia đình. Vì nặng tình cảm như vậy nên có nhiều phụ nữ rất xuất chúng nhưng họ ít có vị trí trong xã hội. Vì vậy, trong cuốn sách của mình, tác giả đã viết như lời động viên chia sẻ với tất cả những người phụ nữ trong cuộc sống rằng đừng sợ tình yêu chồng cho muôn nẻo, đừng sợ con đường phía trước gập ghềnh gian khó. Chúc bạn lòng mang đồi núi, mắt chứa sơn hà. Chúc bạn luyện ra được trái tim kim cương mà vẫn giữ được dung mạo phù dung. Chúc bạn lòng có hoa, tài có kiếm, có trái tim nhân hậu, có thủ đoạn cứng rắn. Chúc bạn từ nay trở thành trụ cột đời mình, cũng là đội quân thép của chính mình. Đây là những lời tâm huyết mà tác giả muốn gửi gắm đến cho tất cả mọi người. Bởi cô muốn phụ nữ vững vàng hơn, nhạy bén hơn, hiểu được mong muốn và ý chí của bản thân. Đó chính là chìa khóa để tới tất cả những nơi bạn muốn đến, gặp những người mình muốn gặp. Và mỗi sớm mai thức dậy, hạnh phúc sẽ là nhìn thấy mình tốt hơn hôm qua. Nếu bạn đang hoang mang, lo lắng, lòng đầy nỗi sợ, hãy đi tìm bản thân mình trong ngõ hẹp nào đó, thành thực với nó và tìm cách chữa lành. Đọc cuốn sách Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình không làm bạn tốt lên ngay trong một nốt nhạc, nhưng nó sẽ chỉ cho bạn biết bạn nên làm gì. Ở chương đầu tiên, phải có giấc mơ công chúa rồi hãy nuôi trái tim nữ hoàng. Tại sao tác giả lại đề cập đến công chúa và nữ hoàng? Bởi vì tác giả từng tin rằng mình được muôn ngàn chiều chuộng yêu thương, chờ đợi được đứng trước lâu đài mộng mơ, bước lên thảm đỏ trải đầy cánh hồng. Tuy nhiên, khi giai đoạn yêu đương kết thúc cũng là lúc cuộc sống màu hồng chấm dứt. Người con gái khi yêu là công chúa phải trở về với thực tại. Vì thế, khi bước vào thế giới hôn nhân, người con gái phải trở thành phụ nữ mạnh mẽ, phải là người làm chủ cuộc đời mình. Bởi vậy, bạn phải là một gốc cây cứng cáp, vững vàng vươn lên mà sống, một dòng sông cuồn cuộn, ào ào tuôn chảy. Khinh thường hết thảy gian nan hiểm trở, thế nên hãy rèn luyện một nội tâm cứng cáp, tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý báu khi bước vào trong hôn nhân và trong cuộc sống. Bước sang chương tiếp theo,
tác giả đưa ra lời khuyên vô cùng thú vị là hãy nghĩ theo lối đàn ông, sống với vẻ ngoài phụ nữ. Bởi phụ nữ luôn bị cho là yếu đuối mỏng manh, nhưng sâu thẳm bên trong họ đầy mạnh mẽ và kiên cường. Nếu họ chuyên tâm học hành, rèn luyện bản thân thì chắc chắn nó sẽ giúp bạn thoát khỏi cục diện bế tắc, bình ổn tâm tình, nâng cao bản thân. Người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống nên họ thấu hiểu giá trị của sự khẳng định mình. Cho nên, những người phụ nữ hãy luôn mạnh mẽ và can đảm, đón nhận và bứt phá, vượt qua nỗi sợ của những thử thách trong đời. Thông qua các câu chuyện trong cuốn sách, chúng ta chợt nhận ra rằng ai trong cuộc sống đều phải trải qua khoảng thời gian lạc lối, mất phương hướng, đau khổ trong tình yêu, áp lực cuộc sống công việc, đặc biệt là trong hôn nhân. Những điều ấy có lúc tưởng chừng như muốn nhấn chìm chúng ta xuống. Nếu bạn đã vượt qua được và mạnh mẽ hơn thì điều đó rất đáng quý. Còn nếu bạn vẫn đang chật lộn với một mớ hỗn độn không thoát ra được thì cuốn sách này là dành cho bạn. Vì sao ư? Vì bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình, sẽ giúp bạn khai thông trong suy nghĩ, có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống, đặc biệt là cảm thấy nội tâm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Giữ được thái độ bình thản để đối diện với mọi thứ xảy ra thông qua những câu chuyện đời thực tác giả kể. Sách của Lý Ái Linh luôn là điểm tựa tinh thần cho những cô gái, những người phụ nữ sống mạnh mẽ và hạnh phúc hơn trong cuộc đời. Với lối viết trải nghiệm thực tế, cùng những câu chuyện sinh động, thiết thực, tác giả đã thổi một luồng tư tưởng mới mẻ vào những người phụ nữ, đó là họ phải mạnh mẽ, phải độc lập, phải khôn khéo thì mới có thể đạt nhiều thành tựu ở cuộc đời, đặc biệt hơn phụ nữ phải không ngừng làm mới mình. Càng mạnh mẽ, càng dịu dàng sẽ giúp bạn có chìa khóa để tạo nên nhiều mối quan hệ tuyệt vời thông qua những cánh cửa. Yêu bản thân trọn vẹn, chọn phát huy những ưu điểm, buông bỏ kiểm soát trong một mối quan hệ, tìm kiếm và đón nhận tình yêu đúng nghĩa, đánh thức sự dịu dàng. Khi có tất cả những chiếc chìa khóa đó, mọi con đường bạn đi đều là hướng đến hạnh phúc. Phụ nữ không cần phải cồng lên, luôn biến cuộc đời mình thành cung đấu để đề phòng, nhưng cũng sẽ không trẻ dại, non nớt và bồng bột, cứng đầu như một thiếu nữ. Tổng hòa của thời gian và sự trải nghiệm chính là trưởng thành. Càng mạnh mẽ, càng dịu dàng là sự đúc kết của Lý Ái Linh về những mốc đã bước qua. Không chỉ là những câu chuyện, những bài học sáo rỗng, đó là tấm bản đồ cho con đường tìm kiếm niềm vui và định nghĩa những giá trị có trong cuộc sống của chính mình. Thay cho phần kết của cuốn sách, bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình. Một lần nữa xin được mượn lời của tác giả Lý Ái Linh để gửi đến những người mẹ, người chị, người em và tất cả những người phụ nữ trên thế giới này. Tôi muốn tặng cuốn sách này cho những người phụ nữ từng lo lắng hoang mang, lòng đau đớn mà vẫn cố ra vẻ kiên cường như tôi khi trước. Tặng cho những người phụ nữ từng yêu, từng tổn thương, cuối cùng trở nên không sợ tháng năm, chẳng ngại trưởng thành. Chúc bạn có cả giày cao gót và giày thể thao, uống cả trà lẫn rượu. Chúc bạn có bạn bè can đảm. Chúc bạn trân trọng quá khứ nhưng không quay đầu lại. Chúc bạn thật xinh đẹp, thật bình tĩnh, thật quyết liệt, thật dịu dàng. Chúc bạn lòng mang đồi núi, mắt chứa sơn hà. Chúc bạn luyện ra được trái tim kim cương mà vẫn giữ được dung mạo phù dung. Chúc bạn lòng có hoa, có trái tim nhân hậu. Chúc bạn từ nay trở thành trụ cột đời mình. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.